5 trăm anh em vậy. Chị ơi giống gì không? Giống phim gì đó. Ai làm nhớ? Sơn giới thiệu designer. Ba là tạm Sơn rồi. Chị cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay có anh Hùng ở đây. Hôm nay cũng là sinh nhật của anh Hùng đó các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người. Đúng rồi chị ạ. Gặp từ sớm. Cảm ơn mọi người nha. Cảm tại đi, cảm tại đi. Cảm tại đi. Chị nội mũ chị hè. Mũ đâu? Mũ đâu? Mũ không phải mũ. Em chị ơi, tranh thủ đứng với chụp hình đi. Chị ơi, lâu lâu làm hết style đi. Chị ơi, bây giờ đội gì? Ôi, không đội mũ. Ai đội mũ đi. Đây, bỏ nha. Nè, Lan. Anh thấy cái này hơi nhỏ nha em đó chị ơi. Mũ đội lên. Nè. Đây, đây, đây. Cái nào mới xin keo? Cầm nhiều nữa. Cầm keo. Hai. Đây, mũ đây cầm đây. Đây là chị phải hỏi là tuần sau muốn ăn cái gì nè. Chị cái thuốc. Rồi, nè. Cái này. Ai chuẩn bị cái bộ dụng cụ này. Sai cái gì vậy? Lý do mấy cái bộ nó lại đây nó nè. Đây Sơn, tóc này đội nóng này đẹp đó, để cho tóc. Ủa sao vậy? Ừ em là chừng cái này. Không ta đâu, không ta đâu. Kéo đủ cái đôi, tóc vũ à. Chạy gần chết, hôm nay chạy chạy. Thì sao mặc sớm mà lại là ai? Bò. Ủa, quay quá.